Ừ. Ở Khánh Hòa đó. À. Đây. Chị mới chụp đây ha. À, đây đây. Nhìn cái phim ha. Thì đây là NL2 NL3 với NL4. Nó bị gãy đây rồi nó chèn luôn ha. À, chị này bị rất là nặng rồi nó lại mọc thêm cái gai đây nữa, thấy chưa? Là chị ơi, chị bị bao lâu rồi? Ở trên đây luôn, không phải đây, đây tổn thương đây luôn, thấy chưa? Mười bảy là mấy chục năm, bốn mươi mấy năm. Đầu năm 17 2017 cũng như 2016 em học ở đây, trong bây giờ cũng như em tết xong cô học lại. Ừ. Em trượt. Trượt, trượt té, à, đi trượt té, trượt thì sao? Trơn cái mình trượt như vậy. À, rồi cái khi mà trượt vậy rồi cái là có đi chụp hình rồi, rồi chữa làm sao? Đi Đức Nam đấy thôi. Ừ, Đức Nam thôi. Dạ. À. Rồi cái em đau quá hồi đó nằm, em cũng nghe trong này là em trượt đã. Đã rồi, rồi, đúng rồi. Xong cái thời gian đau quá em cứ để vậy đó. Cứ để vậy đó. Rồi bây giờ đi đứng sao? Đi thì nè, mọi người thấy là cái lưng như nè. Cái lưng cong ra một phút đó thầy. Đó cứ đi đi đó đó. Nè. Đó rồi cái lưng cong nha. Mọi người nếu mà đứng nghiêng sẽ nhìn thấy cái lưng gì này cong nè. Đây nè. Thấy chưa? Kéo áo lên. Thấy không? Đó. Thấy không? Cái áo là giờ thấy nè, thấy không? Đấy, cong. À, cái lưng nó cong nhìn thì thấy cũng rõ rồi. Đây nè, nhìn là thấy cái lưng cong rõ ràng ha. Thấy chưa? Rồi, mình lên đây thử nè. Qua đây. Rồi. Rồi đây, lên đây là đường nó ngon đi chứ. Đó, giữ cái lưng vô. Hai cái gót chân vô sáng vô đó. Rồi, ok. À. Rồi luồn xuống, tức là còn có một thức rưỡi, ủa? Thức ta, thức mấy, thức 8 hả? Đâu, 4, một thước này là 50 à? 1495. Rồi ok, được rồi. Rồi, mời chị. Nằm là cánh, nằm thử coi. Nằm đây, nằm ngửa ra coi. Chắc là không người lên phải không? Đó, nằm thẳng ra coi. Đó, ô, không được. Đau, nằm gì rất là đau đúng không? Cái cổ phải ngỏng lên kìa. Mét 55 thì là được là một xăng. Đâu, mét 50,5. Thì 50,5. À đúng rồi. Rồi, bên đây là 1495 giờ là 1505. Rồi, mời chị. Bây giờ chị đi bình thường thế đi. Ok rồi đó. Rồi mọi người sẽ nhìn thấy nha. Đây nè. Đây, mọi người sẽ thấy cái lưng của chị nè.
Đó. Được chưa? Thẳng thốn được chưa? Rồi giờ đi thoải mái đi. Có chuyện gì nói rồi. Nó không có cái chuyện níu mà nó trì xuống vậy. Bây giờ hết níu nó trì rồi ha. Bây giờ làm sao? Nó ngồi nó không có nó chết. Nó chết nó thật thoải mái mà. Nó không có cái vẻ là nó bình thường vậy, không có cái gì hết. Giờ hết thấy như bệnh rồi ha. Không có cái gì. Cái quan trọng là cái lưng thẳng bo nè, mọi người nhìn nè ha. Hết công rồi đó chưa? Oh, wait.